Xương sâm đợt này là em dùng bằng máy xay sinh tố thì cái độ mịn của nó cũng rất là ngon. Hôm nay em sẽ hái cái xương sâm này, em sẽ làm bằng máy nha cả nhà, em xay bằng máy sinh tố đó. Nay xương sâm nó lên rất là tốt luôn nè, và trên vàng luôn cả nhà. Đó, em qua hướng bên đây này cả nhà, đã chưa, cây này cũng rất là lâu năm rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu hái nha. Hái nó xanh đậm á. Dạ. Hái xong rồi đây cả nhà, mình hái thêm một cái bông rồi mình trồng, rồi mình sẽ đi về nhà của mình. Đây cả nhà, giờ em lấy về rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em ngâm để em rửa cho nó sạch nha. Thì nó có mấy cái vàng nhện với lại mấy cái bụi á, cũng rất là dơ ha. Nên mình rửa tới rửa lui cho nó sạch. Mình sẽ cho cái phần lá xương sâm này vào cái một cái thau nhỏ nha. Thì mình sẽ cho cái phần nước nó sẽ sấp bằng cái phần lá luôn nha cả nhà. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ qua đây. Bắt đầu em đổ nước vào cho nó sấp bằng cái phần lá xương sâm là được nha cả nhà. Mình đổ trước như vậy chứ, để thì lát nữa mình làm nó không bị lệ. Em không có cái máy xay sinh tố lớn nữa nha, em sẽ dùng vào cái máy xay này nha. Bây giờ em sẽ bỏ cái phần lá xương sâm này vào đây. Thì em xay từng lần một nha. Mình múc cái nước vào cho đây luôn. Cái này nó hơi nhỏ thì cả nhà đừng múc đầy quá nha, nó trào ra đó. Khi mình xay nó sẽ như thế này là được rồi. Rồi mình sẽ đậy nắp, đậy cố là mình sẽ xay. Mà bây giờ mình cứ xay thiệt nhuyễn rồi. Rồi con hai đi. Con của em thì nó mình xay không cần là quá nhuyễn đâu, mình xay như là được. Bây giờ mình sẽ bỏ lên cái rây, mình sẽ rây nha. Rồi, xay được hai hoặc ba lần rồi đó, thì các bạn bây giờ sẽ rây lượt lại thêm một lần nữa cho nó thật là mịn. Được, lúc đó mình sẽ để cho nó đông luôn nha. Bây giờ em sẽ bỏ vào đây. Đây, cái phần xương sâm của mình đã xong rồi, bây giờ mình sẽ để như vậy cho nó đông. Đây nha cả nhà, rồi rất là đẹp luôn. Cái phần xương sâm của mình nè, mình để được một lúc thì nó cũng đã đông đặc rồi. Bây giờ mình sẽ đem vào trong ngăn mát mình để cho nó đông hẳn, rồi mình sẽ lấy mình sẽ cắt ra nha. Xong em để trong tủ lạnh nè cả nhà. Đó, em đã để trong ngăn mát được 2 tiếng rồi. Bây giờ em sẽ lấy ra em cắt cho cả nhà xem nha. Cái này nhìn rất là núng nính luôn đó. Đây cả nhà ơi, em cắt xương sâm này. Cái miếng xương sâm nó rất là dẻo luôn, mà nó cũng mịn giống như là mình giò bằng tay đó cả nhà. Ngon quá nha nè. Mùa hè thì ăn món này rất là ngon luôn cái hả. Đó, giờ em sẽ cho các phần xương sâm ở nhà nè. Tự do em máy của em đó, không có chân đỡ thì em vừa cắt con gì quay ngon quá cả nhà ơi. Đó, thấy không, ngon quá. Đây, vậy là cũng khá là thành công rồi đó cả nhà. Đây nè, đây cả nhà, miếng xương sâm lúc nào lúc nít. Em ăn thử miếng nha. Ngon cả nhà, ngon y như là mình giò tay vậy đó. Cái màu xanh đậm đặc, độ mịn mình tưng luôn. Mình cứ rây qua rây lại khoảng tầm 2 lần là cái xương sâm của mình nó mịn. Bây giờ em sẽ đi pha nước đường để em ăn chung với lại cái phần xương sâm này nha cả nhà. Em nấu ít nước đường nha cả nhà. Đúng.
nhà kế bên đó em sẽ cho nhà em chỉ có đường quèn thôi cả nhà. Nhà có người đường đường nào cũng được nha. Bây giờ mình sẽ cho đường quèn cho mình nấu cho nó tan cái nước đường này nha. Em sẽ múc một chén nhỏ em ăn thôi nha. Em sẽ bỏ phát đường vô em ăn. Em sẽ ăn đơn giản thôi. Em ăn miếng bự thì nó ngon. Chứ con mình cũng dành nha. Dạ em sẽ múc cái phần nước đường lúc nãy đó. Đây cả nhà. Bỏ đường vô ăn đó. Nó ngọt, nó mát, nó thanh. Ăn cái này nhớ hồi em ở Việt Nam. Mẹ em đi chợ. Sáng kêu mẹ đem cho mua con bịch đâu 2.000 hay 3.000 gì đó. Cả nhà ơi, em cho cả nhà coi cái vườn dưa dưa hoàng kim của em nè cả nhà. Đây, trái đây nè cả nhà. Ở đây có trái nữa. Trái này nó cũng nhỏ cả nhà, nó không có bự. Đợt này dưa nó không có ngon bự rồi nè. Ở đây có một trái nữa. Nó cũng chín rồi đây. Giờ để em hái vô. Đây nè cả nhà. Mình đã ha. Cái dưa này ăn rất là ngọt luôn cả nhà. Nha. Trái này bự quá trời bự luôn. Đó. Cũng sắp chín rồi. Cái vàng. Đó. Đây cái nhà. Nó vàng vàng rồi. Nó chín cây là trái là bắt đầu là cây là nó sẽ tàn hết luôn. Để em sẽ hái cái trái này xuống. Đây, đợi em xíu nha. Dưa lúc nãy em có hái vô đây nè cả nhà. Hôm nay bây giờ em sẽ ăn thử nha. Giòn nhưng mà độ ngọt của nó thì không quá ngọt đâu nhỉ, tại mấy cũng còn xanh đó, nhưng mà giòn ngon lắm. Dưa này mình để càng lâu càng chín càng ngọt.